trình Nhà Có Khách và tôi là chủ nhà Ye Nhật Hạ. Đến thăm căn hộ S14 của Hạ ngày hôm nay đó vẫn là cô bé diễn viên Mai Tâm Như. Chị, hả? Mới nãy em nói với chị là mình vừa ăn mắm ruốc, mình vừa nói chuyện đời, chuyện nghề mà chị không nghe em. Không được em ơi, mình ăn cái gì thì mình còn vừa ăn vừa nói được nha. Chứ bây giờ nghĩ sao đang ăn thịt xào mắm ruốc mà mình vừa ăn vừa nói là không được nha. Mình phải đánh răng, súc miệng xong rồi mình ra đây, mình thư thả rồi mình ngồi mình nói chuyện, tâm sự với nhau thì cái mood nó mới lên được. Chứ ăn cái món đó mà nói mà phà vô là không được, nguy hiểm. Hai chị em hạ đùa một tí cho vui thôi. Như quý vị khán giả đã biết, ở cái tập trước chúng ta đã biết qua một cô bé Mai Tâm Như. Tuy là còn rất là nhỏ tuổi nè, bề ngoài cũng rất là đáng yêu tiểu thư nhưng mà lại vô cùng nữ công gia chánh, đúng không? Thì chị không biết là em đã từng đảm nhận một cái vai diễn nào được phô trương hết cái sở trường nấu ăn của mình không? Có một bộ phim mà em đang tham gia luôn. Đó có là... liên quan đến nấu ăn? Dạ. Ừ, phim tên gì nè? Phim mà Ông Bố Đeo Tập Về. Khoan nha, Ông Bố Đeo Tập Về nổi cái tên phim là chị thấy hình như là em không có liên quan đến cái tập về, đúng không Như? Em không mang tập về nhưng mà em lại nấu ăn. Đó. Còn cái người mà ít nấu ăn lại đi mang tập về. Thì trong phim vai của em như thế nào? Em nói sơ ơi chị biết nè. Vai diễn của em thì em là một bà mẹ hai con, là một người phụ nữ hiện đại, có thể ra ngoài xã hội bươn chải kiếm tiền được, và cũng có thể ở nhà có thể nấu cho chồng cho con những món ăn ngon. Nhưng mà ở trong cái phim đó thì người phụ nữ đó thiên hướng ở ngoài hơn hay là ở trong nhà hơn? Cái vai cô Vân này á, thật sự là cổ yêu gia đình. Cô yêu chồng yêu con, nhưng mà cái khát khao bước ra ngoài được thể hiện bản thân mình nó nhiều hơn. Khoảng thời gian đầu á thì yêu gia đình, yêu chồng yêu con quá, sẵn sàng sẵn sàng mình chăm chút cho gia đình, mình trở thành một bà mẹ bỉm sữa, mình hy sinh, mình đúng không? Hy sinh. Và khoảng thời gian sau á thì khi mà được chồng mình ủng hộ, mình bước ra ngoài xã hội, mình đi kiếm tiền, thì lúc đó là mọi thứ, cơ hội nó đến với mình. Mình được thể hiện cái khả năng của mình. Lúc đó thì có nhiều sự biến cố nó xảy ra giữa bản thân mình đến và đến gia đình của mình. Thực ra là đây cũng là một cái vấn đề khá là quen thuộc của phụ nữ hiện đại thôi, không chỉ là ở trong phim đâu, mà đặc biệt nữa là nghề diễn viên của tụi mình. Em nghĩ là nếu như bây giờ mình đi sớm về khuya, rồi thời gian công việc rất là không có ổn định, nhiều khi là mình đi xa, đi nhiều khi đi tỉnh quay là mấy ngày ở nhà là mất tiêu luôn đó, không thấy mình đâu. Mấy ngày còn đỡ chị. Mấy tháng. Mấy tháng. Đúng, mấy tháng. Đúng, mấy tháng là coi như mất tiêu luôn. Thì nếu như vậy thì làm sao để cân bằng chăm sóc gia đình và theo đuổi đam mê? Thật sự là khi mà mình đi tỉnh, vừa rồi là em đi Đà Lạt 2 tháng. Bình thường là một tháng em sẽ về 3 ngày với lại ba mẹ của em. Nhưng mà bây giờ khi mà em mình gọi là mình vô cái nguồn công việc á, thì 2 hoặc 3 tháng em mới về thăm ba mẹ, nhiều khi nhiều lắm được có ngày. Cái lúc đầu thì em hơi rối, nhưng mà cái người bên cạnh mình họ có thể thấu hiểu được mình, thì thật sự là đó là một cái sự may mắn của em, là cái người đồng hành cùng em có thể thấu hiểu được em, tính chất công việc của em, cho nên nó là bây giờ em đã cân bằng được rồi. Tuy là còn rất là nhỏ và gương mặt rất là trẻ nhưng mà suy nghĩ của cô bé rất là sâu sắc, đúng không? Sâu sắc cả tình yêu và sâu sắc cả những cái sự nghiệp ở bên ngoài nữa. Vậy thì bây giờ giữa Mai Tâm Như nè và cô Vân, biên tập viên trong bộ phim Ông Bố Đeo Tập Về, thì em thấy có cái điểm gì giống nhau hoặc là khác nhau? Khá giống nhau về mặt tính cách. Ừ. Tại vì cô Vân á, cổ một người có cá tính. Ừ. Và em là một người ở ngoài cũng rất là cá tính. Và em cũng thiên hướng về gia đình, là cũng luôn luôn là em có thời gian em sẽ dành cho người thân của em. Thôi bây giờ chị sẽ thay đổi không khí một tí xíu cho cái cô gái mà nội tâm phong phú này, chơi một cái mini game nhỏ để mọi người hiểu hơn về em. Bây giờ chị sẽ có một trò chơi như sau, được mang tên là Thật Hay Thách. Sẽ bao gồm 8 câu hỏi và em sẽ phải trả lời 8 câu hỏi này cho trong vòng 3 giây. Em biết lý do tại sao 3 giây không? Biết không? Tại vì trong một khoảng thời gian rất ngắn thì cái câu mình đưa ra nó mới là cái câu trả lời thực sự trong con tim của mình. Câu hỏi đầu tiên, bạn diễn năng đầu tiên mà em đóng cảnh tình cảm hôn là ai? 1. Anh Khôn. 2. Rồi, chính xác. Câu hỏi thứ hai, một tật xấu của Như. 1. 2. Hai nhân 3. Mặt. Câu hỏi thứ ba, sở trường. 1. 2. Cảnh khóc. 3. Cảnh khóc. Câu hỏi thứ tư, sở đoản. 2. 3. Bị nhăn mặt nhíu mày. Bị nhăn mặt nhíu mày, cái đó là tật xấu rồi. Không, đi vô phim em cũng bị. Vậy hả? Rồi. Đi vô phim em cũng bị, đó là một tật xấu của em. Cho qua. Câu hỏi tiếp theo, nếu trúng số thì việc đầu tiên Như làm là gì? 1.
Mua nhà. Câu hỏi tiếp theo, mẫu bạn trai trong mơ có ngoại hình giống ai? Một, hai. Em không có gu. Không có gu. Phải kể ra, bắt buộc phải kể ra. Một, hai. Bất kỳ một diễn viên, một ca sĩ, một hình tượng đó em hiện liền lên trong đầu của em trong 3 giây nè. Một, hai. Min. Ai, ai? Quân Min. Quân Min, trời ơi. Câu hỏi tiếp theo, mối tình đầu tiên năm bao nhiêu tuổi? Một, hai. Lớp 7. Wow. Câu hỏi tiếp theo, trong tình yêu ghen nhiều hay ít? Một. Ghen nhiều. Ghen nhiều, rồi xong, xuất sắc. Sở dĩ từ nãy tới giờ chị hỏi em rất nhiều câu hỏi tình cảm là bởi vì trong phim có khá là nhiều những cái cảnh quay mùi mẫn với anh diễn viên chính. Là ai? Là anh Thành Khôn, hồi nãy cũng ở trong câu hỏi của bé Như luôn. Vậy thì ở trong phim á, hai anh em đóng với nhau cảm xúc nó như thế nào? Lúc đầu á chị thì cũng hơi sượng một xíu. Có sượng luôn hả? Tại vì thật sự lúc đầu là hai anh em là chơi là đúng nghĩa là hai anh em. Hôm đầu tiên mà em Khôn bàn diễn là nam luôn, là anh Khôn. Trong phim gì? Sau Phút Đam Mê. Sao? Cũng của SCTV 14. Thì lần trước như quý vị khán giả biết đó, Thành Khôn cũng là một nam diễn viên hiện đang tham gia trong bộ phim Ông Bố Đi Tập Về. Và cũng là một khách mời ở nhà của Hạ. Hôm trước anh Khôn tới đây, anh Khôn nói em quá trời luôn. Cũng nói y chang em vậy đó, nói là hai anh em phải gọi là gặp nhau từ xưa. Một trong những bạn diễn nữ mà anh Khôn đóng cặp nhiều nhất là em. Và anh Khôn cũng nói về cái vấn đề là rất ngại ngùng khi mà đóng cảnh tình cảm với em. Và chị cũng thấy là ủa sao lạ quá vậy ta, hai người thân nhau đúng ra phải mùi mẫn hơn chứ. Nhiều khi chắc là có thích nhau thiệt ở trong lòng hay là sao nên mới là ngại vậy đó. Như là trời ơi thiệt luôn á. Đốt nhà với nhau. Đốt nhà tôi rồi. Rồi. Đây là lần đầu tiên hai đứa mình mới có không gian riêng tư đó. Em không thích hả? Nếu như mình sinh con cho ảnh thì ảnh với ba ảnh sẽ không cãi nhau nữa. Hay là mình cứ thử đi. Nghĩa là hai anh em mặc định lúc đầu là hai anh em rồi. Cho nên chẳng là anh đi hôn em thì nó rất là kỳ, mà em đi hôn anh nó cũng rất này là kỳ. Này là coi như là anh em thật sự, không coi sự như là đó là một cái tình cảm anh em rất là đáng quý ở trong nghề. Thì hôm trước anh Khôn cũng có nói ba từ để nhận xét về bé Như đó. Như đoán xem coi là anh Khôn nói từ gì nè. Như nhăn nhó. Sai. Anh thốt ra rất nhanh luôn. Ôi chết rồi. Em đoán thử cái anh Khôn sẽ nói về mình tính từ. Anh chỉ nói xấu em thôi. Vậy em nói thử coi anh nói ba tính từ gì. Tính cách rất khó gần. Khó gần rồi, khó có gì gần nữa không? Một khó chịu nữa. Khó gần, khó chịu, cái nữa, ba cái lận. Khó gần, khó chịu, dễ thương. Khó gần, khó chịu nhưng mà rất là dễ thương. Cái này là giống, cái này là chắc giống em nói về em hơn. Nhưng mà đúng không? Không biết à, muốn biết đúng hay sai thì em đón xem chương trình Nhà Có Khách Số của Thành Khôn nha. Ok. Còn bây giờ nếu như cũng cho ba từ em nhận xét về anh Khôn thì em sẽ nhận xét như thế nào trong vòng 10 giây? 10, dễ thương. 9, 8, 7, 6, 5, 4, áp lực quá. 3, dễ thương. 2, 1, không, hết giờ. Khôn ơi, em rất tiếc, em xin chia buồn với anh là trong lòng con bé anh nó mờ nhạt. Trong lòng con bé anh mờ nhạt đến mức mà con bé không thốt ra được từ gì ngoài hai chữ dễ thương hết đó Khôn. Không, anh Khôn rất là dễ thương. Nghĩa là ấn tượng của em định Khôn chỉ là dễ thương. Đúng rồi, là dễ thương thôi. Tội nghiệp người anh của tôi, trong khi đó anh ở đây, anh cho con bé ba từ phải gọi là ca con bé lên tận trời xanh. Con bé nhớ đến anh mỗi cái dễ thương hết. Chắc là sau chương trình này tình anh em chắc có bình lâu ha. Em với anh Khôn là một cặp bài trùng ở trên màn ảnh luôn đó. Hôm trước anh Khôn xuất hiện ở chương trình cũng nói một cái câu y chang vậy đó. Bé Như là cái gì của anh? Trong lòng anh coi bé Như là gì? Anh Khôn nói là bà ngoại. Nên là chị đứng không á. Cái style bà ngoại là style sao Như? Chị không hình dung được Như. Cái style bà ngoại là kiểu lụi củi đi vậy hả hay sao? Không phải. Là có một bộ phim đó là Lời Nguyện Lúc Không Giờ. Mà em đóng vai là kiểu người dân tộc á. Mà ở dân tộc ở trên đó trời, cái thời tiết lạnh đó là mình sẽ quấn là có khăn choàng. Và thời điểm đó thì em không hiểu là ai xui khiến em lại mang một cái khăn choàng mà đậm chất bà ngoại của bà ngoại em kiểu vậy. Đúng rồi. Là từ đó về sau anh Quang Thái và anh Khôn
đặt cho em là bà ngoại. Đến bây giờ tất cả mọi người đều gọi em là bà ngoại. Nếu như vậy thì em suy nghĩ thử coi, định hướng xa trong tương lai của em có muốn thay đổi phong cách, thay đổi hình ảnh để mình có thêm những cái vai diễn nó mạnh mẽ hơn không? Những cái vai diễn nó khác biệt hơn không? Em cũng đang muốn bản thân thay đổi. Thứ nhất là về mặt phong cách, là bớt già. Em rất già vậy và hả? Cũng khá là xến. Cũng khá là xến. Thì em mong là sau này cũng muốn theo hướng là sexy hoặc là cá tính hơn, để được vô những cái vai gọi là cá tính. Vậy thì ở trên cái con đường nghệ thuật của em đó, có một cái vai diễn nào mà khiến em cảm thấy rất khó khăn để vào vai không? Khó khăn hả? Một cái vai nào đó thì khó, thật là nặng về tâm lý. Nặng về tâm lý á, thì vai Thùy Dung trong Vòng Xoáy Tình Thù của đạo diễn Nhâm Minh Hiền. Vai Thùy Dung là một vai mà nó ám ảnh từ lúc mà em đọc kịch bản và đến khi em hóa thân nhân vật trong lúc quay, và đến thời điểm bây giờ vẫn chưa thoát vai. Nếu ai ra, nếu mọi người có kêu Thùy Dung, em sẽ là người quay lại đầu tiên. Tại vì em bị ám ảnh. Ví dụ như có 200 phân đoạn thì hết 195 phân đoạn em đã phải khóc. Em đã phải khóc. Thì chị nghĩ từ sáng em khóc, từ sáng cho đến sáng luôn á, là kiểu như vậy đó, từ sáng hôm nay cho tới sáng hôm sau luôn. Đúng đó rồi. Cụ thể Thùy Dung là vai số phận như thế nào, tính cách ra làm sao? Là một người cô tiểu thư ngây thơ, con nhà giàu ngây thơ, chưa trải sự đời. Nhưng mà khi gặp Trọng, cô ấy đem lòng thương, là người đàn ông đầu tiên và cũng là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời của cô yêu. Và cũng là người đàn ông làm cổ tổn thương, là đúng không? Tổn thương thứ nhất là về tinh thần và thể xác. Thể xác ở đây là đánh đập đủ thứ hết, nấm đầu, nấm cổ, rồi vật ra. Đau khổ quá. Rất là đau khổ. Còn về tinh thần đó là chính người đàn ông này đã lên âm mưu giết cha mình, hãm hại các anh của mình. Chính người đàn ông này đã khiến cho cuộc đời mình nó đau khổ đến nỗi tột cùng. Xin bật mí với quý vị khán giả, bộ phim Vòng Xoáy Tình Thù cũng là một bộ phim xưa, bối cảnh ở Đà Lạt. Nên là ngày hôm nay Như xuất hiện, quý vị thấy không, chưa thoát vai, vẫn mặc đồ. Bộ đồ này nó thì bộ đồ này là định trang nhân vật Thùy Dung đúng không? Nè, bộ... cái áo sơ mi mà kiểu bà lai rồi mấy cái váy xòe xòe này là phim xưa đúng không? Phim xưa. Nó chưa thoát vai là giới với bộ đồ lên chương trình của chị luôn đúng không? Chị không, mà tự nhiên khi mà em đi phim đó em lại thích cái phong cách này. À, cảm thấy nó hợp với mình. Đúng rồi, rất là hợp. Em có nghĩ là định hướng tương lai của em nhắm tới những bộ phim xưa hay là bất kỳ một cái định hướng nào đó mà em muốn mình đi theo không? Tương lai là em muốn tham gia bộ phim xưa, những cái bộ phim xưa, để em muốn hóa thân vào nhiều nhân vật, những cái người phụ nữ của thời ngày xưa nó như thế nào. Với lại có một cái gu nữa là mọi người mặc định cho em phải đóng vai hiền, nhưng mà thật sự em muốn thoát ra khỏi cái gọi là cái vùng an toàn. Chị rất mong là em sẽ thành công hơn nữa trên cái con đường sự nghiệp của em, bởi vì chị thấy em là một cô bé rất là nội tâm, rất là sâu sắc. Còn một câu hỏi chị muốn hỏi em là sự nghiệp của em cũng đang phát triển là như vậy, và em cũng rất là thích gia đình, thích có thiên hướng về căn nhà nè, rồi người phụ nữ có gia đình. Nếu được lựa chọn nha, có thể không phải là thời gian bây giờ, một thời gian sau, nếu được lựa chọn thì em muốn mình là người phụ nữ của xã hội nhiều hơn hay là của gia đình nhiều hơn? Cấm em trả lời là dạ cái gì em cũng muốn, hay là em cân bằng cả hai? Tôi không có thích mấy câu trả lời nửa vời như vậy. Em thiên hướng ra ngoài xã hội nhiều hơn. Thiên hướng ra ngoài xã hội nghĩa là thật sự con tim và cả lý trí luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Con tim chị thì chị muốn về nhà, nhưng mà lý trí thì chị không cho phép bắt chị đi làm. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Hy vọng là nãy giờ trong một cái cuộc nói chuyện ngắn thôi, chỉ vỏn vẹn 15 phút, quý vị khán giả đã hiểu thêm rất nhiều về một diễn viên trẻ Mai Tâm Như. Cô bé đang bắt đầu đặt cho mình những viên gạch đầu tiên trên cái con đường nghệ thuật của mình, nhưng mà cũng gây một ấn tượng khá sâu sắc với vị khán giả. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe những lời tâm sự của Như, và rất mong là khoảng thời gian tới khán giả sẽ đón nhận những sản phẩm của Như cũng như là những bộ phim của SCTV 14. Quý vị khán giả ơi, thời lượng của chương trình Nhà Có Khách đến đây cũng đã hết rồi. Hy vọng là quý vị khán giả sẽ luôn luôn ủng hộ bé Như, ủng hộ những bộ phim trên kênh truyền hình SCTV 14, và nhớ đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của chương trình Nhà Có Khách để đón xem khách mời tiếp theo trong căn nhà của Hạ sẽ là ai nhé. Còn bây giờ thì dê Nhật Hạ cùng Mai Tâm Như xin chào và hẹn gặp lại.